Thưa quý vị và các bạn, ngay sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, đến nay hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã trở lại làm việc bình thường. Lực lượng lao động ổn định so với trước nghỉ Tết. Thời gian làm việc trở lại cũng được các doanh nghiệp bố trí linh hoạt nhằm đảm bảo phù hợp với kế hoạch sản xuất. Ngay từ ngày mùng 5 Tết, 2.000 công nhân Tổng Công ty May Hưng Yên đã trở lại làm việc bình thường. Vượt khó khăn, năm qua công ty vẫn đảm bảo thưởng Tết bình quân 20 triệu đồng một người, cộng với niềm vui khi đơn hàng có khởi sắc hơn ngay từ những ngày đầu năm mới. Với quyết tâm của mỗi người lao động và lãnh đạo công ty, hứa hẹn một năm sản xuất sẽ thuận lợi và đạt nhiều thành công hơn. Đầu năm thì rất là phấn khởi và quyết tâm sẽ có một mức thu nhập năm 2024 sẽ cao hơn so với các năm khác và các đơn hàng của công ty sẽ thuận lợi hơn. Cái ngành may của chúng tôi thì cũng có tín hiệu là tốt lên. Chính vì vậy thì tôi ký được đơn hàng cho đến hết tháng 4 và giải giáp tháng 5, tháng 6. Và với cái không khí Tết của tất cả cán bộ công nhân viên với tinh thần vui vẻ, phấn chấn như này thì chúng tôi tin chắc rằng năm 2024 tại Tổng ty May Yên chúng tôi sẽ có những cái bước nhảy tốt hơn, đời sống, thu nhập của người lao động cũng khá hơn. Tại công ty cổ phần Thuận Đức ở huyện Kim Động, người lao động đi làm trở lại từ ngày mùng 6 Tết, cũng như các doanh nghiệp sản xuất khác, số lao động đi làm trở lại những ngày đầu tiên của năm mới Giáp Thìn 2024 giữ ổn định. Chia sẻ với khó khăn mà doanh nghiệp phải đối mặt trong năm qua, các tập thể lao động đều nỗ lực hoàn thành kết quả sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu tháng đầu. Mong năm tới thì công ty sẽ có nhiều đơn hàng để anh em tôi có thể làm và sản xuất ra những sản phẩm đạt chất lượng cao để đưa lên tay khác người dùng. Và mong năm tới công ty càng ngày càng phát triển. Ngay những ngày đầu năm mới, doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển logistics đã có nhiều lao động là lái xe đến đăng ký tuyển dụng và làm việc. Doanh nghiệp kỳ vọng một năm sẽ có nhiều khởi sắc hơn từ thị trường tiêu thụ để tiếp tục mở rộng quy mô. Sau khi nghỉ Tết thì chúng tôi đã quay trở lại hoạt động ngay từ hôm mùng 6 âm lịch và số lao động thì không hề có biến động. So với mọi năm, sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, doanh nghiệp không gặp khó khăn vì thiếu hụt lao động. Tín hiệu vui tại các phân xưởng, nhà máy đều đã bắt nhịp sản xuất trở lại, cùng số đơn hàng tăng, tin tưởng năm mới sản xuất sẽ tăng cao hơn năm cũ.